Và mình chỉ tốn chưa tới 100 đồng để in hai bức hình này thông qua chiếc iPhone 15 của mình. Và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn để làm sao Tết có cái để mà treo ở nhà cho vui nha. Đây chính là chiếc máy in đến từ thương hiệu của Epson. Và nó sẽ có tên là EcoTank L3250. Và các bạn thấy logo Wi-Fi được không? Bởi vì chúng ta có thể sử dụng những chiếc iPhone hay kể cả những chiếc điện thoại khác, các bạn in thông qua công nghệ Wi-Fi trực tiếp đến chiếc máy in này. Một bộ mực của nó thì sẽ bao gồm 4 chai in được 7500 trang màu hoặc 4500 trang đen trắng. Đây là công nghệ in không nhiệt nên nó tiết kiệm hơn so với in thông thường. Và ngoài ra nó ít phải thay thế linh kiện thường xuyên. Nếu mà nói về cái chất lượng hình ảnh khi in ra, các bạn thấy là màu sắc nó rất là tươi và bắt mắt, ví dụ như hình cái con ngựa này đang cưỡi trên một con ngựa khác. Chi tiết cũng rất là ấn tượng, các bạn nhìn thấy là ba con hổ đang chơi sòng bài với nhau nhân dịp Tết này, thì chi tiết đường vẽ rất là nét. Với công nghệ này của chúng ta thì nó tuyệt vời nhất khi các bạn in các bức hình là vẽ đồ họa. Còn nếu mà các bạn mà in ảnh ấy, thì độ sắc nét của nó không tốt bằng. Đặc biệt là nó không thể so sánh với những cái loại máy in công nghiệp được, bởi vì nó sẽ cho chất lượng cao hơn rất nhiều. Còn đây chỉ là máy in văn phòng.